Tình hình giờ như thế nào vậy? Nhìn ngon dữ hả bà? Đó, bà nói là ngon, hai này là ngon nhất trơn rồi. Đâu, nêm nếm đâu đó đàng hoàng. Bây giờ bà nói chung càng hả bà? Để nó ướt thôi, để quá nhiều quan hết. Bà nói làm sao đâu, bây giờ ngày thứ nhất gì đây, sao giờ giả hai bữa. Ồ, bà từ sáng tới chiều. Ồ, sáng giả ba cái gì đâu, nước chưa uống ra. Cana mà đòi lấy gì? Bà sống mình mà không có con cháu chẳng hả? Ôi trời, bà ơi, con vô hộ bà. Trời. Có đâu cái đứa nói bảo con cháu gì chơi, nó kêu đằng kia nói ồ con à, à bà kêu con bà lại rồi. Dạ mẹ bữa nay con hỏi nữa. Mới nói qua bà vua chúa đằng kia bữa nay hỏi nữa rồi. Quên. Ồ bà mới nói với bà ông vua nữa à, rồi sao con hỏi vậy kìa. Quên ha. Trời ơi bà nói này hỏi ông vua đâu bà ơi, rồi giờ hỏi là bà không có đứa con nào. Ồ trời bữa nay nó làm sao vậy trời. Quên đó bà. Chúc nói cho con à, ăn cơm luôn ăn à, cho ăn cơm luôn à, cũng được à, cho ăn cơm mà chúc cao mà ăn cơm với bà được không? Được à. Nó nói cho bạn đi con rồi. Ăn rồi nào? Ăn ở bên chợ. Bên chợ nữa hả? Con vô chợ ăn à? Dạ ăn chợ, ăn quán chợ vô bà. Chợ mò ăn chợ không hả trời? Có ăn cơm chợ không dạ? Gì? Ở nhà cơm chợ lắm ơi. Nhà cơm chợ lắm mà. Tối qua mình gặp bà sớm á, nhà hậu bà vừa đúng gì bà nấu ăn luôn nè. Con qua đâu, tưởng là mai mốt con mới qua. Ba cái gì quần áo của bà đâu mất rồi. Mày nãy ghé rồi, nói ngày mốt. Mốt hoài nha. Ừ, bà hứa hoài luôn rồi. Sao kỳ quá. Ô đời là gì con ơi, tại nó muốn mai sớm cho bà. Nói không giữ lời hả bà? Bà nói cái chuyện đó nhà vua tính, để nhà vua quyết định chuyện nọ chuyện kia. Đấy đó cái đi vô à? Bà nói đường đường ăn một chút mà đường đường là như vậy, phải ra nó kêu có nở nhiều. Bà nói với con thì ăn như vậy thì thích ăn được rồi. Bà nói giờ từ đây 15 phút nữa cho nó qua nào, bà nhảy hành vô là ăn liền. Ồ tiêu để làm gì, rồi kêu dính vô hành này trời. Để tiêu vô ngon lắm bà. Không, hồi rồi bà nói khỏi ăn tiêu, bữa nay ăn hành. Hành hả? Đi vô xong bữa nay bà ăn hành bà. Bà nói con lấy tiêu làm gì, hết được rồi. Ôi gì ăn vô cười hà, vậy thôi đỡ tới một hộp chút bà ăn hai bà thấy đường ngon hơn. Ôi ông vua cười tràn đầu, ông vua nói chứ để đầy ăn ngon hơn. Ê trời ơi, ngày chết của ông vua nữa chứ phải nói hoài với ông vua kia đâu rồi. À, nói để hai trái luôn cho rồi, ôi cay chắc không cay nhiều năm để hành vô. À, còn hành này ăn được, năm. Ôi, chế cao rồi từ ăn, còn duy nhất cái hai hộp hả? Ôi, hai hộp cũng được rồi. Hành ngò trời ơi, hành với ngò bảo ăn đòi ăn tiêu làm gì? Ồ bà nói hành với ngò sẵn ở đây tối ngày cứ tiêu hoài à, bữa ăn hết nghe ngò tiêu rồi. Sao bà mình một sao bà không có đi ăn cơm tiệm đi bà? Con chưa ăn cơm tiệm đâu, ăn có được con ơi, cơm tiệm ăn cái gì? Ăn với bà già không ra, bà cứ nấu. Ô nấu gì sao ăn nổi đâu, bà nói với con ăn có nổi, con nói nấu. Vậy mấy người đó nấu ăn không dùng miệng bà hả? Ôi nấu ăn không có được con ơi, bà nói là như vậy. Ồ như cũng được coi ạ, hồ bà ấy gì bà nói mà họ cảm được. Ồ nó đàn hồng đi ăn. Bà đi thì bà thấy mặn quá, bà ngọt thì ngọt quá. Giờ nó đánh không ngừa thì chắc đi một ngọt đó là ôi để miếng ngọt lên cho rồi. Ôi mà chờ nó đặt lại là sao ăn chứ. Dạ cũng tránh là bà nói cộng xanh rồi, ôi cộng xanh thì ăn ngon hơn. Bà nói cộng xanh thì ngon hơn nữa rồi, bà nói cộng vàng thì ngon. Ôi bà nói rồi ăn hết cơm rồi, cộng có gốc cả luôn. Ôi thì ăn nhiều cơm rồi thì nói hoài. Ồ, bà nãy tôi lên chính cái mưa cái này. Vậy là có cá là hết mẹ được cơm rồi, mấy ngày nguyên một ngọt hầu, bà nãy mặt mạnh cũng ngon hơn, bà nãy mặt mình vô.
Sao nghe ai nói là bà khỏi ăn cũng no như bà? Thì đúng rồi, sáng giờ bà ăn đâu cũng no. Ồ, bà sống bà mà có thích đâu mà thích ăn thì ăn dữ bà nó ăn mà. Theo bà nhìn đói 2 ngày đúng không bà? Ồ, vậy 2 ngày nhìn đói hoài hoài luôn, không được nữa. Dạ, chắc bà không được nói chơi à. Hỏi chú biết gì? Ồ, bà nói bà thì lúc gì, lúc khác con hỏi làm gì à. Bà nghĩ ăn được từng lễ mới ngon ha bà. Ừ, cũng ngon luôn á, bà nghĩ hoài con biết đâu chứ bà ngon từng lễ ai nói gì đâu. Thường thường mới đi mà có ngồi thiền mà. Đi nữa, có chứ gì? Bà có mới đi mà có ngồi thiền không? Ôi bà ngồi hoài tất cả giờ nào bà không ngồi. Bà không có con thấy bà ngồi giống mẹ của anh quá à. Ôi trời ơi, mẹ con anh với bà con anh con hải đây con trả lời hoài à. Con anh lắm hải là bà, ôi chi vậy à. Quên đó, bà luôn chứ phải dốc luôn ha. Ừ, thì bà không ai dốc. Rồi khi nào là chuẩn bị cứu dân chúng khổ bà? Ôi trời, thì ngày nào bà không cứu đâu à. Tại chúng nó chuyện này chuyện kia. Ôi, còn cứu thì ngày nào bà không cứu đâu, bà không cứu thì sao mà nó sắp được tới giờ. Nó mà tại nó chuyện này chuyện kia cho nó thừa bà. Đói chung đi bà. Được, để dài bữa cứng ha, dài bữa mình. Để ngoài bị hư đó. Cắp rồi, nhưng mà trời bông cái đồ. Được, cái tính đó. Được, mình nắm cục lại, cũng được. Ồ, con thấy ông đã ớt thằng cho nồi canh của bà vĩ đại luôn. Ồ, trời cho hai chữ vĩ đại nữa ra vậy à. Có hồng dịch nữa kìa. Ồ, hồng dịch nè, con nghe chị nghĩ nè bà giờ chừng phải nói, nào khoai à, hồng dịch nữa, mà bè của quá trời. Ồ, vậy nồi canh này ngoan rồi, đâu có thiếu nước đâu, chị cứ ăn được rồi. Ồ, nào ớt thằng chờ ngon quá, để kêu làm gì à. Chính đó là bà ơi. À, chính chứ hả, cho ông tụi tài bà thấy ngon ngon được rồi nè. Ồ, vừa miệng chút bà nghe không? Vậy ngon, cái ngon lắm anh ạ. Thơm lắm các bạn. Ôi trời, ngon dữ hả? Cho chắc cũng muốn ăn cơm thì khen bài à. Ừ, phải con chưa ăn cơm, con cơm với bà rồi. Chưa ăn cơm à? Thì nói tiếp chưa ăn cơm đây à. Bà lỡ nói ăn cơm rồi à. Ừ, lỡ nói ăn cơm rồi. Mà ai biểu nói cơm rồi chi à. Ôi, bà nói trời ơi, chúng bay muốn gạt bà. Ô bà nói à, nó muốn nó gạt bà rồi, nó muốn cưới con gạt nữa mà. Có tiếng này chưa bà? À, tiếng này vô rồi phải không mà thôi mà không ăn thì bạn ở đây giờ bạn ở đây đang ở đây rồi à, chín rồi à, ăn rồi làm chiên cá nữa ăn chiên cá nữa ăn khỏi chiên đi bạn đừng chỉ được rồi canh sao đuổi trâu dịch trâu bà nói phải ăn cá à không cá không được đâu vì mình chiên cá nữa không được cá để hoài học xong thôi ăn cá miếng cho xong là khô hết bạn. Ồ, cá ăn con ơi. Cá đâu không thấy? Nói ăn cá đi, không ăn không có được. Sao vậy bà? Thì cá đúng giờ phải ăn rồi, không có để được nữa à. Là như vậy, họ mua về một lúc cũng bị chia tay rồi mà không ăn rồi để ra ngoài. Ngày hư chân rồi. Ăn nó ra từng lúc ngày trước, phải à. Lúc đó làm cái kế với bà, không có nói gì với nhau. Ồ, cá ngon quá đây. Ô con thật mà. Ô. Con miếng mà bạn. Ô miếng thôi, ăn mai nữa. Con yêu là nhiều làm gì chứ. Ô bà thấy cụ đợi bằng để dưới đây ngon hơn trên này à. Ô bà thấy dưới đây ngon hơn như mắm vậy. Còn ở dưới ngon hơn mà ở trên à. Ô mắm nó bằng ở dưới đỏ hơn à. Ô bà nấu với chỗ nó bằng dưới đỏ hơn. Cá này cũng vậy, ở dưới nó ngon hơn à. Ô dưới nó ngon hơn thật. Bà nó ngon thật, ôi, vậy sẽ được. Chở qua cái bàn để khét á. Ô, nó có điều khác hả con? Ô, bởi bạn hay là con chút đi hả? Ô, vậy hả con? Ô, cho nó thắm bảo điều hả con? Ô, bởi nó vương cành như vậy. Ô, nó vương lên á. Bà nói nó dương lên à. Ô, dương dữ là nghe à.
Rồi chín rồi ơi. Chưa đâu ơi, giờ lâu lâu tôi mới lại vô kịch thiệt đó. Giờ con ngồi lấy ghế ngồi đây đi bà, cơm có ăn cơm không, có miếng bà ăn. Ờ, ăn cơm đi cho bà cho con người tham. Không, bạn đi. Khô mà khô màu chín lắm, bị có lửa hay gì là nó mau mà. Lăn quanh lại là chín rồi đó. Quăng quăng lại chín cho. Thì để khác quá ra không ngon đâu. Bà nói từ từ nó chín, con tôi có hiểu, lửa nhiều quá không có tốt. Như vậy cá mới ngon à. Cho bà không ăn lạc bà. Ủa bà, tôi ăn lạc mà cũng ăn cái gì rồi cũng ăn hết à. Chuyện nào cũng có bà. Chứ cũng bà ăn lạc, cũng bà nam mô với bà cũng bà cho bà nào bà không ăn. Ừ. Ô, bà nói với con là bà ăn hết à. Cái gì bà cũng ăn mồ. Bà này không ăn, tạo được bà chán ngủ cái gì bà không ăn. Chứ con hỏi à, rồi mấy con cá không ăn thì ăn hoài. Nó nói ăn không biết đây à, bà ăn thì bà làm sao. Cái bà nói, ôi bà bị bà ăn hết ăn. Mà cái gì bà cũng ăn hết chứ bà? Bà nói cái gì cũng ăn, không ăn không được, nó ăn dữ lắm à. Cá cơm đấy thì nó nói bà ơi ăn đi chứ còn à, không ăn mấy đứa ăn con hứa là nó nói là bà nó mới được ăn. Hồi đó bà ăn nó mới được ăn, không biết không? Mấy đặt đó là cũng bên kêu bà ăn đó hả bà? Ừ, nó mới kêu đó. Là sao mà mấy cái đó ta kêu bà ăn bà? Ừ, sao con? Như là nó muốn được sống đó bà ăn gì thì chắc. Đâu phải cá nào mà được sống đâu, cá nào nó cũng bị người ta ăn đó, nhưng bà ăn nói trước người ta ăn sao à. Bà đây là bà, nó cũng nói là cũng nói à, bà cho cũng nói là người ta mà đâu rốt cuộc nhà nó biết làm gì rồi. Rồi giờ nói hoài không hết chuyện đâu rồi. Như là bà ăn là bà đổ cái gì bà? Bà đổ cái gì đâu à, lúc nào bà cũng đổ, nó phải ăn mới đổ à, bà nói với con là chuyện như vậy. Nói hoài không sao chuyện, bà nói với con là cái gì cũng vậy. Về quá, để bạn cơm. Rồi no quá, mua còn nhiều quá vậy bà. Nhiều quá, còn 10 trái nào, có 7-8 trái, 10 trái thì nào đâu, nếm lại coi nào. Quá nhiều luôn nè. Nhiều đâu, thì lấy mơ, bà mua thêm cho. Bà phải đến thôi để nóng đó bà ơi. À, bà thấy gì cũng phải nóng, là bà phải nóng hồi nào, bà cũng gì bà cũng ăn. Bánh đó bà mua anh, bây giờ để hơn nữa nè. Ăn hết chứ, à, bà nói ăn hết, à, mất mang bà cũng ăn, rồi có lo à. Thôi, sức đâu con lo cho bà. Bà ăn đây, bà ăn cơm liền đã giờ. Bà nói là ăn cơm với bà một tiếng đi, ngoan. Ăn bạn đi. Ăn nào, lấy ghế lại ngồi con ơi, đừng trước vậy. Lấy ghế lại ngồi, để đây ngồi đi, làm cho bà ăn cơm đây rồi. Bà lấy ra những cái mạng là bảo bà nói con này như vậy là chỉ có cái bảo sao chứ không có cái gì. Rồi chính đó bà ơi. Ngoan, cái tôi này ô tô là cái đẹp hơn này nha. Ô, cái tôi bỏ bằng nè, tôi cao, tôi hết chỗ này cho cái... Ô, bà nói bỏ bằng nè, cao bỏ bằng, cái tôi này mà... Thì bà nói làm cửa, cửa phá lại sao bà không làm đâu? Cửa phá cái gì con ơi, phá có được đâu, nhà này cũng phá được. Thôi, nó tới gần gần, rộ, con cái chuyện nó tới đâu, nó tới mấy tôi là như vậy. Nó không có chịu đâu, bà nói nó tới hoài, nó cản được. Đâu có khi nào nó la bà không bà? Bà nói nó quậy như lắm, tôi ra cái gì nữa, cái gì cũng quậy hết trơn, cái xào quần áo nó cũng bẻ luôn. Bà nói nó bẻ hết trơn này, không có chịu cái gì vậy, cái xào nó cũng bẻ nữa, con nghĩ coi, biết là bà còn giống cái xào trong nhà. Bà nói con bà giấu thật ra không giấu nó bẻ à, nó bẻ thật chứ nó giấu đâu à. Rồi nói cái gì cũng như vậy, bà nói với con nó không có chùa bà đâu. Một con có nằm ở đây thôi. Ô, mồ, vô cái ghê đi. Bà nói bà ơi, vô cái ghê nó không thương bà. Nó không thương bà, đời nó thương bà, nói gì nói nó cũng thương à. Con với bà học biết đất nước phải đâu. Trời, thì đất nước dạy mà không chịu nghe đó, cho nên có chuyện đó. Tưởng cái gì mà tưởng chuyện mà đất nước chánh phủ nói mà các con nghĩ bình thường sao? Đã chánh phủ lên tiếng là bà là ai à? Tại các con không tin đây có phải thừa gì? Trời ơi, những không tin này quá rồi. Ừ, mẹ muốn quá sao, bà chịu bệnh mới còn bệnh nhiều rồi, bà biết rồi à. Nên nói cho con nó không chịu tin à.
bà nói là không có chuyện tin rồi bà biết làm sao, chuyện đời nó tin bà đây à. Chắc cũng phải chọn bà nữa chứ, bà nói đời như vậy còn do như vậy mà không chịu nhận bà đó, rồi bây giờ thất thốt rồi ai lo, bởi vì bà nói với con chuyện đó chuyện đây đó mà nhận bà thì nó nhận đi rồi sao làm sao mà cãi ô bà để ô dịch sao ngay đây trần bởi vì bà nói cái gì không chịu đứa nào tin. Nào nhận bà thì nhận liền đi, có ở đâu mà để làm thinh hoài đó, bởi bà nói có chuyện mà ô đối tượng ở đâu chứ, còn con cái một đây mà trời, bởi vậy bà nói trên đời có nói giọng đứa nào chịu nghe, nhà này thì dặn mất ăn meo, bà nói mất cũng có giá trị đó mà, ô bà nói hoài giọng đứa nào chịu nghe. Thiệt là bởi ô không có mất lấy gì ăn. Ô, mà nói tới nói lui chẳng đứa nào chịu nghe. Ăn mất thì anh đi cho rồi, thế là bà nói hoài chẳng đứa nào chịu nghe, chị ấy cũng mai đi đâu. Chị ấy cũng là biết đâu trái không? Ô, hả chị ấy cũng là bà nói cái này như vậy mà cảm thứ nào chịu nghe lời bà, nghe lời bà đỡ tức đi rồi cái này không ổn. Dạ, mấy bữa đâu rồi ạ? Ôi thì có buồn cái bà nói lúc nào mà cái này cho xong. Ôi cái này giờ bận quá không được hả? Ôi bà không được hết trơn. Ôi đừng chơi của anh. Đó, bà nói gian 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 chút để cho cá bà nổi lên. À, cá bà nổi lên không thì bà lại lấy cái gì á, để lên đầu cái gì á, cái gì trong cái tô, không cái tô trong cái gì đó bà cho, ôi bà chú bà cười gì cho, nào bà lúc nào bà cười à, ô bà nói bà ngoại nói chứ bà ngoại nói cái chờ, ô bà ngoại nói cái chờ, bởi vậy bà nói như vậy mới vừa hết, chỗ này hết chim cũng để gì coi được hết, gặp quan sao con, đó thì ăn cơm. Ăn cơm bạn tô không hả? Bà nói ông chưa lấy cái tô đầy ăn đi. Bà nói lúc nào ông cũng lên tiếng à. Vậy đó cho vừa hết đi. Cũng như mình ăn cơm mà hàng ngày mình có giái ai không bà? Trời Phật ơi, bà giái ai bây giờ? Bà nói với con giái ai bây giờ? Ồ, lên ông vua nó lên cho mình được rồi. Bởi bài này bà nói nghe nhà này có ông vua không bài chơi ha. Cái gì đâu cho mình không ạ? Đi đâu ông chú chụp hình chụp bánh đi đâu ông cầm bà nói là nhập kia lớp nhà đưa tiếng coi à. Nhà này thì nhà quay phim chụp ảnh rồi nhập kia là nó ở đâu mà nó ra lý do sao mà bạn gái mà ông bà rồi gái cái gì nữa gái ai mà ai dám về bà cũng cho ăn đâu mà về là như vậy là gì đời nó chỉ mời bà chứ bà không có mời ai. Ồ, chuyện mua Phật là chuyện của bà. Như vậy cái thằng kia hồi đó nó như vậy để cho làm sao còn chưa chụp phim cho bà thì chưa chụp đi. Trên đất nước đó mà bà nói là như vậy người ta một chút. Đó, qua trên ra bà nói với con như vậy cho đậm đi. Tới nó không có cái chuyện về sẵn cái muỗng này ăn cho ăn đi. Ồ, bà nói với kia là muốn này dơ. Ồ, bà thấy không dơ. Nói với cơm hay ăn hết bà này chưa rồi. Cơm mình ăn dư mình... Bà ơi, như cơm dư mình có bỏ hay là mình hâm lăng bà? Giờ bà nói với con cơm mà bỏ ở đâu bây giờ? Ồ, bà nói lúc đó bà xới ào ào. Ồ, mà trên đời bà không giữ được cái muỗng bới cơm đâu. Bà nói với con là trên đời bà không có giữ được cái muỗng à, cái muỗng bấy cơm không có bắt hoài á, bà chúa thì có hai ba cây dầu, bà giận bà mà để đâu bà cũng biết nữa à. Ô bà chúa bà giận bà không ngộ chà, đời là gì bà giận mà. Thì nói tới nói lui nói hoài vậy đó mà, chuyện đời sắp sửa vậy thôi, đời nói tới nói lui nói chuyện hoài mà coi rồi ăn nóng mà ăn học dịch từ từ nó ngủ ăn cá trước
Vua nói à, bà mời mẹ ăn, bữa nay ông vua mời mẹ ăn đó chứ, bởi vậy biết mấy thằng vua đâu, bữa nay mời à. Bà biết lúc nào ông vua bên cạnh bà, chuyện nào chuyện nọ chuyện kia chuyện nọ đó mà, lúc nào ông bên cạnh bà đâu. Bà nói chuyện gì cũng vậy, bà ơi bà ăn cơm. Họ là như vậy thì chưa thắng được. Bà nói con ăn như vậy. Thấy bạn cơm tự nhiên quá ha bà. Cơm này là bạn tự nhiên, ăn với bạn kéo đi. Ăn bạn đi bà ơi. Bà nói nghe, đúng rồi gần bà nói cái chuyện đó nghe, bà nói với con, nói cả danh sách nghe. Hôm nay nên con nghe, bà ăn phải như mọi người khác, là ngồi gần bà tiếp một đó là... Bà nói chuyện là cả danh sách nghe, đó là cả trái đất là... Cũng như hàng ngày là bà ăn cơm như này nữa ha bà. Bác là nói con đừng hỏi, giờ chắc bà không biết. Bà muốn ăn là ăn hả? Ngày lúc trước, ngày lúc sau. Có sao thì mấy bà nói cái trước thì sao, trước thì mẹ này nằm đó dưới đất to, đất trên là mà bác sao trên đất to một chút. Bố cho bà không múc bà? Bố nhờ rồi quên rồi. Trời ơi, nó có muỗng vô xong rồi. Vậy bỗng quên đó bà là lo cái gì kia nhiều quá rồi bà quên đó bà. Ngon bà. Tình hình giờ như thế nào bà? Căng thẳng. Căng thẳng hả? Tình hình giờ căng thẳng, bà có phiên mọi người làm như thế nào không bà? Phiên cách phiên rồi. Tu lâu rồi thánh học phiên đây. Tu cái gì bà? Gì nói tu mau kệ chảy ha. Gì giờ có kệ chảy cái gì cũng phải chảy rồi. Theo bà ăn hết tô đúng không bà? À, hết luôn hả? Chưa biết được. Người nhìn ngon quá ha, nhiều món quá nè. Không có chịu lại học trái nào, học trắng học xanh chết bà. Có lẽ bà cô bà đồng ý là từ từ. Con này còn tôm nguyên quá. Chứ đi trong giòn đâu, cán bộ đâu hiện lên.